báo Thái bất ngờ giải mã sức mạnh tuyển Việt Nam. Tờ Siam Sport Thái Lan mới đây đã lý giải nguyên nhân khiến bóng đá Việt Nam thống trị Đông Nam Á thời điểm hiện tại. Theo tờ báo này, một trong những nguyên nhân khiến bóng đá Việt Nam thống trị Đông Nam Á chính là vì các cầu thủ Việt Nam luôn thi đấu đầy nhiệt huyết và tràn đầy khát khao giành chiến thắng. Tờ Siam Sport viết, ở mỗi trận đấu mà chúng ta theo dõi tuyển việt nam luôn vào sân thi đấu với khao khát bất kể họ gặp đối thủ nào ngoài ra các cầu thủ việt nam luôn tràn đầy quyết tâm giành chiến thắng cho dù họ gặp những đối thủ có trình độ cao hơn có thể nói tuyển việt nam không hề e ngại trước sức mạnh hay tên tuổi của đối thủ mà họ gặp các cầu thủ việt nam cũng luôn thể hiện quyết tâm của mình trên sân tập cũng như khi thi đấu chính điều này đã khiến họ luôn tràn đầy sức mạnh để đương đầu với những đối thủ của mình và có thể đây là điểm khác biệt giữa cầu thủ Việt Nam và Thái Lan. Dường như các cầu thủ Thái Lan vô địch nhiều quá nên họ thiếu quyết tâm cũng như động lực thi đấu. Tờ cũng nhận định rằng chính sự tự tin của các cầu thủ Việt Nam đã giúp họ giành được nhiều thành công ở các giải đấu khu vực. Điều này cũng phản ánh sự khác biệt giữa thế hệ cầu thủ Việt Nam cách đây 10 năm với lứa cầu thủ hiện tại. Những cầu thủ Việt Nam trong quá khứ rất giỏi nhưng họ không thể tiến xa ở các giải đấu lớn, nguyên nhân bởi họ thiếu sự tự tin khi thi đấu với những đối thủ trong khu vực vì thế mà thành tích thi đấu của họ không được cải thiện nhiều nguyên nhân tiếp theo mà tờ báo thái lan đề cập chính là việc việt nam đã phát triển theo hướng chuyên nghiệp bài bản hơn việt nam đã chú trọng đầu tư vào nền tảng hệ thống đặc biệt là việc đào tạo cầu thủ trẻ điều này mất nhiều thời gian nhưng nó mang lại sự ổn định và cuối cùng bóng đá việt nam đã thu được quả ngọt như hiện tại theo Siam Sport, những cầu thủ Việt Nam trong đội hình hiện tại gắn bó với nhau trong khoảng thời gian dài nên thi đấu rất ăn ý ở trên sân. Đây cũng là một nguyên nhân dẫn tới thành công của đội tuyển Việt Nam ở khu vực. Tờ báo Thái Lan cũng khẳng định vai trò không thể thiếu của chiến lược gia người Hàn Quốc Park Hang-seo. Tờ Siam Post viết, Tuyển Việt Nam cần được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên có đam mê và ý tưởng và không thể phủ nhận rằng dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo, các cầu thủ Việt Nam đã được lắp ráp, kết nối với nhau chống một sơ đồ chiến thuật hợp lý, khiến họ trở thành một tập thể mạnh mẽ và hoàn hảo. Trước đó, tờ Thairat còn thẳng thắn chỉ ra rằng các đội tuyển Thái Lan đang thực sự tụt hậu so với Việt Nam cả về bóng đá nam lẫn nữ. Trước đó, tờ Thái Rát còn thẳng thắn chỉ ra rằng các đội tuyển Thái Lan đang thực sự tụt hậu so với Việt Nam cả về bóng đá nam lẫn nữ. Tờ báo Thái Lan thừa nhận, SEA Games 2019 tại Philippines phản ánh thất bại toàn diện của các đội tuyển Thái Lan, cả nam nữ, quan trọng hơn ngay bây giờ chúng ta đang bị đối thủ chính Việt Nam vượt mặt. Thái Rát nhận định, đội tuyển Việt Nam của Park Hang Seo được xây dựng trên nền tảng những cầu thủ thi đấu với nhau từ khi còn nhỏ. Đội tuyển Việt Nam hiện nay Celta là sự kết hợp tuyệt vời của rất nhiều cầu thủ trong độ tuổi 23. Điều này cũng đồng nghĩa họ là đội bóng được cơ cấu để càn quét thành công trong tương lai lâu dài. Nhìn lại các đội tuyển Thái Lan và huấn luyện viên Akira Nishino xây dựng, mọi thứ chưa được định hình, những người mới xuất hiện rất nhiều nhưng không có sự ổn định. Thái Rát cho rằng giải vô địch quốc gia Thái Lan rất cần và đang cố gắng tìm kiếm cầu thủ thuộc đội tuyển Việt Nam để chuyển nhượng. Tuy nhiên hiếm cầu thủ Việt Nam nào chấp nhận sang Thái Lích. Tờ báo của Thái Lan phân tích, thực sự nếu không phải những thương vụ liên quan tới thương mại thì các cầu thủ giỏi của việt nam quan tâm hơn với v league không có cầu thủ việt nam muốn sang thái lan ở thời điểm này hoặc có vẻ như giải thái league không còn trong suy nghĩ của họ như trước đây việc truyền thông thái lan liên tục đề cập đến sức mạnh của tuyển việt nam cho thấy thái lan đã không coi việt nam là đối thủ cửa dưới nói cách khác người thái đã phải nhìn nhận lại một cách nghiêm túc về sức mạnh của việt nam để tìm ra hướng đi mới báo châu Á ấn tượng chọn ra 5 cầu thủ hay nhất Việt Nam năm 2019. Mới đây, tờ báo châu Á Fox Sports Asia đăng tải bài viết lựa chọn 5 cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam trong năm 2019. Đáng chú ý có tới 4 cầu thủ đang chơi cho các đội bóng ở thủ đô Hà Nội, còn một cái tên đến từ Hoàng Anh Gia Lai. Ở vị trí thứ 5 là Nguyễn Văn Toàn của Hoàng Anh Gia Lai. Fox Sports Asia viết, Tiền đạo này bắt đầu năm 2019 với vị thế dự bị cho huấn luyện viên Park Hang-seo nhưng nhanh chóng thành nhân tố quan trọng hàng đầu. Văn toàn chơi chính trong tất cả 5 trận vòng loại World Cup của Việt Nam. Cựu cầu thủ U23 cũng có sức ảnh hưởng lớn ở câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai khi ghi được 9 bàn thắng, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ hai tại đội bóng phố núi. Ở V-League, Văn Toàn cũng là cầu thủ có số pha kiến tạo nhiều nhất, góp công giúp đội đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng. Vị trí thứ tư, Quế Ngọc Hải của Viettel tờ báo châu Á tiếp. Quế Ngọc Hải là trụ cột trên đội tuyển quốc gia khi họ vươn lên mạnh mẽ ở sân chơi quốc tế trong năm 2019. Cầu thủ 26 tuổi luôn là lựa chọn đầu tiên của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ngọc Hải đã chứng minh được sự đáng tin cậy của mình khi cũng được bầu làm đội trưởng. Trung vệ này cũng đã thăng hoa để giúp Việt theo cán đích ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng V-League 2019. Thứ ba, Đỗ Hùng Dũng của Hà Nội FC Fox Sports Asia ca ngợi học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo như sau. Cầu thủ 26 tuổi của Hà Nội FC tiếp tục đóng vai trò trái tim của hàng tiền vệ và chơi không thiếu một phút nào ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Khi không còn quang hải, Hùng Dũng đã giúp U22 Việt Nam giành tấm huy chương vàng đầu tiên ở SEA Games. Tiền vệ này cũng góp công giúp Hà Nội FC có thêm một danh hiệu vô địch V-League cũng như xuất hiện trong trận chung kết liên khu vực lịch sử ở AFC Cup. Vị trí thứ hai, Nguyễn Văn Quyết của Hà Nội FC. Được xem là cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2019, nhưng Văn Quyết không nhận giải từ ban tổ chức VPF. Lý do được đưa ra là vì cầu thủ này chỉ chơi 15 trên 26 trận đấu của giải và từng phải nhận thẻ đỏ. Nhưng sự thật là tiền đạo này đã ghi tới 9 bàn sau 15 trận đấu. Anh cũng chơi 5 trận ở AFC Cup giúp câu lạc bộ này đạt được thành tích chưa đội bóng Đông Nam Á nào vươn tới. Tờ Fox Sports Asia ca ngợi Văn Quyết và vị trí số 1 không ai khác chính là Nguyễn Quang Hải của Hà Nội FC. Nguyễn Quang Hải, cậu bé vàng của bóng đá Việt Nam, đã gánh rất nhiều trọng trách khi cùng đội tuyển quốc gia đi tới từ kết Asian Cup cũng như khởi đầu tuyệt vời ở vòng loại thứ hai World Cup 2020. Anh cũng là một phần của U22 Việt Nam đoạt huy chương vàng SEA Games 2019 dù bỏ lỡ những trận cuối cùng do chấn thương. Ở cấp câu lạc bộ, Quang Hải là nhân tố quan trọng giúp Hà Nội FC vô địch V-League cũng như lần đầu đoạt cúp quốc gia. Quang Hải cũng suýt lọt vào chung kết AFC Cup khi thua xít sao câu lạc bộ Triều Tiên 4.25 SC ở chung kết liên khu vực. Tờ báo châu Á ca ngợi Quang Hải.